thưa quý vị và các bạn câu chuyện về buổi thiết triều đầu tiên của đức vua nhỏ đã gây ra điều tiếng chẳng lành khi xuất hiện sự tranh chấp giữa hoàng thái hậu và hoàng thái phi một người là mẹ đích và một người là mẹ đẻ ra đức vua thông tin này cũng được truyền tới tận nơi biên thùy lý kế nguyên là con nhận của lý đạo thành đã thông tin lại cho cha về tình hình biên thùy và hỏi cha về thực trạng của nội cung thái sư lý đạo thành rất đau buồn và mong muốn sẽ dàn xếp cho ổn thỏa. Còn Thái úy Lý Thường Kiệt, sau khi nghe Đỗ Khánh Thập lo lắng cho số phận của ông, thì ông đã giật mình nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Đặc biệt, Đỗ Khánh Thập có truyền lại lời của Hoàng Thái Phi ỉ Lan tới ông về việc đã nhận lời ký thác của vua Lý Thánh Tông trong việc che chở cho mẹ con ỉ Lan khi có chuyện chẳng may xảy ra. Sầu chuỗi lại các sự việc, ông nhận ra bộ mặt của ỉ Lan không như ông nghĩ ông thấy lòng người thật giống như một thế trận, nơi không đáng ngờ nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Về Thái hậu Thượng Dương, bà thuộc dòng dõi Phú Gia, tổ tiên nhiều đời là những người có học và có đạo. Bà cũng là người có học, tuy học thức không cao nhưng đủ chữ để đọc sách của Phật, của Thánh và hiểu được nghĩa lý của kinh truyện. Bản chất nhu hòa lại có giáo dục, có nhan sắc chim sa cá lặn nên được tiến cung và ngay lập tức được lập làm tránh cung. Nhà vua yêu say đắm nhưng nỗi bất hạnh của bà là thuần sinh được hoàng nữ. Vì thế sau này nhà vua thưa lui tới cung Thượng Dương, tình yêu hầu phai nhạt, nhưng bản tính đoan chính, bà tìm sự khuây lãng nơi cửa Phật nên rất chăm lễ bái và lui tới trốn danh làm. Mặc dù vậy, bà vẫn cai quản hậu cung không có gì sơ khoáng. Ngay cả khi nhà vua tìm được bà ỷ Lan và bà này sinh được Hoàng Nam thì bà Thượng Dương coi các hoàng tử như chính con mình chứ không có sự ghen tức nhỏ nhen hoặc có mưu toan gì mở ám. Xem như thế đủ biết bà là người có đức hạnh và biết cư xử lại nói về bà ỷ lan cũng xuất thân từ một gia đình có học bản thân cũng được học hành chút ít nỗi bất hạnh của bà này là cha mẹ mất sớm tuổi thơ cực nhọc khó nghèo nên có nhiều ấm ức với cuộc đời kiếp đến khi được vua vời vào cung thì bà bộc lộ một bản năng hiếu học với tấm lòng mộ phật sung kính phật thiên hướng về sự huyền bí hơn là tìm ra nhẽ đục trong của giáo lý. Vì vậy ta ngờ rằng bà đến với đạo Phật từ tấm lòng ngu tín chứ chưa đạt tới mức trí tín. Tuy vậy vẫn còn hơn nhiều kẻ vô đạo. Chúng chẳng tin một điều gì trên cõi đời này. Vì vậy chúng dễ ngã xa vào các tội ác vì sự mê mờ và chúng chỉ tin vào sức mạnh bạo tàn. Ỷ Lan được nhà vua sủng ái, lại sinh được Hoàng Nam và chỉ sau một ngày, tức là nhà vua biết cái sinh linh nhỏ bé ấy còn sống và có đầy đủ cửu khiếu, liền được lập làm hoàng thái tử. Thời bà Ỷ Lan biết chắc mình sẽ là mẹ của vua nối. Tới khi nhà vua đi trinh phạt Chiêm Thành năm kỷ dậu, 1069, trao quyền lưu thủ kinh sư cho bà thì tiếng tâm của bà nổi như diều gặp gió ta ngờ từ ngày đó đã manh nha có một thế lực gây dựng thanh thế cho bà nhưng chúng giấu mặt sau những bức màn đen không hé mở chứ thực ngày đó điều hành mọi công việc đất nước vẫn do phủ thái sư mà cơ quan của nó là trung thư sảnh bà ta chỉ có việc lấy bạc vàng của kho nhà nước đem đi tặng biếu hoặc cúng dâng các chùa quán và bố thí cho người nghèo để lấy lòng giới tăng thống đạo thống cùng dân chúng chưa thực tình bà không có làm việc gì gọi là canh cải đất nước. Nói cho đúng, bà ta cũng chẳng biết việc gì để mà làm. Cho tới nay, dường như bà đã làm tất cả, kể cả sự liều lĩnh để đoạt lấy quyền lực vào tay mình, vì rằng có quyền lực rồi sẽ có tất cả. Thế mới biết ở đời không có loại bẫy nào lại dụ được con người vào trong một cách đầy hứng khởi và tận lực dấn thân như cái bẫy quyền lực về hai con người này tựa như hai đứa trẻ một đứa được sinh vào cửa cực quyền cực quý một đứa được sinh vào cửa cực nghèo với cái hèn luôn là bạn đồng hành trí cốt đứa trẻ con nhà giàu nó thờ ơ với mọi thứ từ của cải tới quyền uy cho nên mọi thứ trong tay nó đều như nhau cả đều bình thường cả trái lại đứa trẻ con nhà nghèo được bất cứ một thứ gì dù là của cải hay quyền lực một khi đã vào tay nó thời nó đem cả tính mạng ra để giữ lấy hoàng thái hậu thượng dương và hoàng thái phi ỷ lan tựa như hai đứa trẻ được sinh ra từ những hoàn cảnh khác nhau như vậy nhã ra không có sự ra đi đột ngột của vua lý thánh tông thì thái sư đã dành tay lo cho việc thi đại khoa sắp tới kể cả lo việc mở quốc tử viện đón các hoàng tử, hoàng tôn cùng con cháu các đại thần vào học. Thế nhưng, ông đã phải lún sâu vào các công việc triều chính nhỏ bé, xong nó lại vô cùng rối rắm và phức tạp đến chết người này. Nghĩ suy của Thái Sư đang bị cuốn vào những việc mà ngài không mấy yêu thích nhưng lại không thể tránh né. Bất chợt công tử Lý Kế Nguyên mà thực chất là nghĩa tử ao vào thăm cha Ai cũng biết Lý Kế Nguyên chỉ là con nuôi của Lý Đạo Thành, nhưng được ông coi như con đẻ lại được hấp thụ một nền giáo dục cao. Tới nay trong gia đình Lý Đạo Thành cũng như trong tình cảm Lý Kế Nguyên không hề có sự phân biệt nhỏ nào giữa nghĩa tử với đích tử. Lý Kế Nguyên vồn vã nói, Trình cha con đã về. Vậy cho con từ đâu về? Thưa cha, con từ biên ải về ạ. Tình hình vẫn yên ắng chứ con? thưa cha trước mắt còn tạm yên ta nghe tống thần tông với vương an thạch vua tôi tâm đắc nhau lắm nhưng chuyện đánh đại việt ta họ đã đồng lòng chưa thưa cha cựu phái còn mạnh lắm nên vương an thạch chưa thể ra tay ngay được nhưng đã có thần tông hậu thuẫn ta chắc thế nào vương an thạch cũng thực hiện được mưu đồ của ông ta việc này sinh thời tiên đế đã tiên lượng được người đã bàn kỹ với ta và thái úy lý thường kiệt thưa cha việc ấy xảy ra lâu chưa ạ ngay từ sau khi đánh chiêm thành trở về người nói đánh chiêm thành là để phá thế hợp tung của nhà tống và để chuẩn bị đánh trả cuộc xâm lăng sắp tới của tống thần tông vương an thạch thưa cha nhà vua quả có tầm nhìn xa rộng qua những tin tức còn thâu lượm được từ nhiều nguồn thời việc nhà tống xâm lăng đại việt là điều không tránh khỏi nhưng có lẽ nó chưa thể xảy ra trong thời gian gần được bởi mọi sự họ còn đang bàn bạc vừa bàn bạc vừa chuẩn bị quân lương ta rất đau lòng vì hoàng thượng đột ngột ra đi mọi việc trở nên giang dở vậy cho con đã trình lên thái úy các tin tức con vừa nhận được cũng như công việc con quan sát trên biên thủy chưa dạ sau khi con vấn an cha xong con sẽ sang dinh thái úy cha nghe nói thái úy giao cho con trọng trách trông coi thủy binh miền đông hải thưa cha hải binh miền đông hải hiện đang khuyết một người đứng đầu. Chẳng là từ cuối năm ngoái, Đông Hải Hải binh Đô Tổng Quản Trần Quang Minh có đơn xin từ nhiệm như cha đã biết vì ông trên 65 tuổi rồi. Thái úy định trao chức Đô Tổng Quản đó cho con. Con đã hai ba lần từ khước mà ông chưa nghe, vậy con xin ý cha dạy bảo. Trước hết cha phải nói đó là nhiệm vụ tối quan trọng. Miền Đông Hải chính là cái áo giáp của Đại Việt ta đó nếu hải binh ta mạnh tướng ta tài giỏi có thể chặn giặc từ đây giữ gìn an toàn cho đất đai sông núi người và của của ta trong nội địa không cho chúng đặt bàn chân nhơ bẩn lên đất ta cha không thể khuyên con nhận hay không nhận việc này mà con phải tự xét có đủ sức gánh vác công việc này không đã nếu đủ sức mà chối từ có nghĩa là sợ việc khó việc hiểm nguy đó không phải là cách hành xử của bậc trượng phu song tài đức không đủ mà cứ dáng nhận, thời đó là kẻ tiểu nhân háo danh, dẫn tới sự nguy hại khó có thể lường trước được. Vì rằng khi giặc đến biết xoay xòa làm sao, vận mệnh đất nước khi nước có giặc nằm trong tay các tướng lĩnh cầm quân. Cha xem đây là việc hệ trọng bậc nhất. Con đã từng làm tướng nên tự lượng sức mình, cha không có điều gì phải nói thêm nữa lý kế nguyên có vẻ ngập ngừng một lát rồi mạnh dạn hỏi thư cha từ biên ải con nghe nói buổi thiết triều đầu tiên của vua mới đã có sự tranh chấp ra mặt giữa hoàng thái hậu và hoàng thái phi chẳng hay việc đó đúng sai thế nào ạ thái sư hơi biến sắc mặt hỏi lại con nghe chuyện này từ biên ải vậy con thử lượng định xem liệu người tống hiện thời họ đã biết chưa con nghĩ họ biết cả rồi bởi họ theo dõi ta rất ngặt nhất là mỗi khi bên ta có sự thay đổi ngôi vị. Họ chỉ nhằm nếu nội bộ ta dối nát là họ nhảy vào liền. Đó cũng chính là điều làm cha lo nhất, vì môi hở, ắt răng sẽ lạnh. Cho nên không gì bằng nội bộ phải hòa hợp từ trên xuống dưới, thì kẻ địch mới không có khe lối chui vào. Thưa cha, con nghe người ta đồn nhiều điều khiến con lo lắng. Là những chuyện gì vậy con? Cha cho phép con được nói lại những tin đồn cũng có thể do một số người hiếu sự vẽ ra, lại cũng có thể do gián điệp nhà Tống phao lên nhằm chia rẽ nội bộ ta. Con nói thử ta nghe, dù nó từ nguồn nào cũng phải biết, còn lo mà hàn gắn lại nếu quả như nó có nứt sạn. Thưa cha, họ nói thế nào cũng có cuộc đổ máu vì sự tranh giành quyền lực giữa hai bà Thái phi và Thái hậu chẳng biết hai vị quan đầu triều ý nói cha và thái úy Thường Kiệt và hội đồng chấp chính có cản ngăn được hay lại chia thành phe đảng kình chống nhau thì nguy cho nước. Dưới con mắt của mọi người thì triều đình hiện nay đã có sự rạn nứt rồi. Song việc chia phe đảng kình chống nhau thì cha không tin bởi cha không khi nào lại đem lòng kia khác. Còn như thái úy Lý Thường Kiệt, cha vẫn tin ông ta tuy xuất thân từ thái giám song là một người có nhân cách, có thể nói là một đấng trượng phu, một người quân tử. Hơn nữa, nhà Lý đã tạo dựng cho ông ta và đem lại cho ông ta tất thảy danh vọng, sự nghiệp. Tới nay có thể nói là lẫy lừng và ông cũng đang ở tuổi sung mãn. Hoàng thượng, tức là tiên đế, lại nhận ông vào hoàng tộc và phong cho ông là thiên tử nghĩa đệ. Cái tình nhà vua xử như thế, cái ân nhà vua ban như thế, nay vua vừa nằm xuống chưa héo cái cỏ chưa nỏ hòn đất chẳng lẽ ông đã quay quắt ư không cha không tin điều xấu ấy sẽ xảy ra thôi con cứ về phủ đi và lo liệu công việc cho thật tốt cha cho con nói nốt điều con băn khoăn cha nghe đây thưa cha vạn nhất điều mọi người không dự cảm mà nó vẫn cứ xảy ra thì làm thế nào ạ đúng là cha không tính tới điều đó con nói khiến cha giật mình. Bởi suốt mấy chục năm qua, kể từ khi nhà Lý được nước tới nay, đời nào cũng là vua tôi một lòng, triều đình thân dân. Vì vậy người dân đã bớt đói khổ, thế nước ngày một hưng lên. Thái sư buông một hơi thở dài, nhưng muốn xua đi những điều bất hạnh. Rồi ông tiếp, thế nước đang lên, tiên đế vội vã ra đi thật không đúng lúc. Bây giờ vua nối còn thơ ấu, nếu quyền hành rơi vào tay đàn bà và lũ thái giám chắc là sẽ dối nát và cũng không thể tránh được sự thôn tính của nhà tống con đường phía trước thật là hiểm nguy chẳng biết mọi người có nhận ra không cha sẽ cố gắng hết sức mình để các điều xấu không xảy ra vạn nhất không ngăn được thì đó là vận nước thôi cha khuyên con bất cứ rơi vào cảnh ngộ nào cũng phải lấy quốc gia dân tộc làm trọng chớ có manh động mà gây thảm họa cho nước, để tiếng trách chê cho hậu thế. Dạ, con xin tuân lời cha, mong cha bảo trọng. Lý kế nguyên cúi đầu vái lại cha và ra đi với gương mặt đượm buồn. Từ khi xảy ra cuộc tranh chấp giữa Thái Hậu và Thái Phi, các viên chầu thưa dần, điện thiên an vắng ngắt. Chỉ có phủ Thái Úy là nườm nượp người ra vào, nhiều nhất vẫn là các quan thái giám. Nhà Lý không ưu trọng hoạn quan, nhưng vì đã có Lý Thường Kiệt được cất nhắc vào hàng nhất phẩm, nên các thái giám đều lấy làm hãnh diện, đều coi Lý Thường Kiệt là người thành đạt nhất, là tấm gương sáng của các quan giám và tất cả bọn họ đang hy vọng thời cơ tiến thân của họ đang mở ra. Lý Thường Kiệt đương nhiên không thể xua đuổi họ, bởi họ có xin sỏ gì đâu, có cầu cạnh gì đâu, chẳng qua là cùng hội cùng thuyền. Lý Thường Kiệt không thể khinh rẻ họ, không thể liệt họ vào hạng nhân cách hạ đẳng. Bởi nói cho cùng thì ông có hơn gì họ, cũng là loại hoại thân cầu danh với nhau cả. Vì vậy Lý Thường Kiệt giữ thái độ trung dung, nghĩa là không xua đuổi họ, cũng không thân mật gần gũi họ. Tuy vậy trong thâm tâm, ông vẫn tự coi mình là người có phẩm giá cao quý. Chẳng gì cũng là hậu duệ của Ngô Vương, một vị hoàng đế mở ra thời đại trung hưng cho Đại Việt, rửa mối hận ngàn năm bắc thuộc. Một dòng dõi như thế, sao ta lại có thể ngang hàng với các người? Đương nhiên, ta cũng chỉ là một giám quan. Điều đó ta không cãi với các người được. Nhưng ta phải tự yêm vì có mệnh của Hoàng thượng, tức là Hoàng thượng cầu ta, chứ không phải như lũ các người phải tự yêm để cầu cạnh tiến thân nhân cách là ở chỗ đó bỉ lậu là ở chỗ đó quả là có sự khác biệt như lý thường kiệt tự nghĩ song dưới nho sĩ và các quan vào loại có học vấn cao vẫn coi thường nhân cách họ vẫn tặc lưỡi gọi bọn họ là lũ thái giám có người còn gọi với vẻ khinh miệt lũ quan hoạn bữa nọ nhân lúc vắng người đô thái giám đỗ khánh thập lẻn vào dinh thái úy xin được nói điều cơ mật y chắp nối tất cả mọi việc kể từ khi ỷ lan được giao làm lưu thủ kinh sư tới tận ngày nay với sự hoài nghi lý thường kiệt liền hỏi thái sư là bậc có nhân cách cao thượng đô thái giám có điều gì mắc mớ với ông hoặc giả về bổng lộc hoặc muốn có một chức quan trong triều cứ nói thẳng ra ta có thể bàn bạc với thái sư để giúp ông được làm ra vẻ khổ đau đỗ khánh thập phân bua mong thái úy hiệu dùng cho nếu đỗ khánh thập này có dính dáng chuyện tư riêng vào đây thì sẽ chết không toàn thây hạ cấp xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng kiếm ăn cùng với lũ du thủ du thực cuộc đời tưởng không bao giờ còn ngóc đầu lên được nữa mày có dịp nhà vua tuyển thái giám hạ cấp đã làm tất cả để được vào cung khi vào cung đem hết lòng khuyển mã hầu hạ hoàng thượng thương tình cất nhắc cho làm đến đô thái giám ngoài đời chẳng ai biết mình nhưng trong chốn hậu cung thì tự tay mình cũng được coi sóc khối người hàm thì vua ban cho tới hàng tứ phẩm ngang cả trung thư thị lang thử hỏi hạ cấp còn dám đòi hỏi gì hơn thế nữa chẳng qua hạ cấp lo là lo cho thái úy mà thôi ta làm gì khiến ông phải lo cho ta hạ cấp thân hèn mọn được như thế này kẻ cũng đã là quá phận mình rồi nhưng thái úy vốn dòng dõi đế vương nay được vua yêu thăng vào hàng nhất phẩm lại ban quốc tính công danh sự nghiệp như thế là đệ nhất thiên hạ nếu thái úy không để ý đến quyền làm mẹ chính đáng của hoàng thái phi mà nhất thời đứng về phía thái sư và hoàng thái hậu mà xử ức thái phi e rằng khi nhà vua đến tuổi trưởng thành tự mình cầm quyền bính nhà vua nghĩ lại thấy mình là con bất hiếu chắc chắn ngài sẽ ân hận vì tình mẫu tử thiêng liêng lắm và rồi ngài nổi cơn thịnh nộ sẽ ra tay trừng trị những ai đã đẩy ngài vào con đường chống lại người đã sinh dưỡng mình thử hỏi lúc ấy thành tan ngói vỡ lấy gì đảm bảo cho sự nghiệp của thái úy đây nói thực ngay đến sinh mệnh cũng khó vẹn toàn thế là lòng chung của thái úy trải thờ ba triều vua bỗng chốc hóa thành cát bụi Than ôi, đô thái giám đưa tay lên dụi mắt, tựa như ông lo cho thái úy đến đau lòng. Ông vợ đứng dậy cáo lui, rồi làm như sực nhớ. Xin thái úy tha lỗi, suýt nữa thì hạ cấp đắc tội với Hoàng Thái Phi. Có điều gì vậy? Đô thái giám mau nói ta nghe. Dạ, Hoàng Thái Phi có nói, hạ cấp nhắn dùm thái úy rằng, Ngài có nhớ sinh thời, tiên đế ký thác điều gì với thái úy tại điện Thiên Khánh không? ỷ lan nhắc lại điều đó khiến lý thường kiệt lạnh cả sống lưng ông có cảm nhận như lý thánh tông đang hiện về ngài đang ngự trên đầu ông và của trách dây lâu định thần lý thường kiệt liền đáp ông về tâu lại với hoàng thái phi thường kiệt này đã hứa với tiên đế thì dù non mòn biển cạn lời hứa ấy cũng không dễ gì thay đổi được đỗ khánh thập về rồi Lý Thường Kiệt vào nhà hậu đường, đóng cửa, nghĩ về những điều Đô Thái Giám vừa nói. Chắc nối lại, ông thấy có phần đúng, rằng tại sao trong việc buông rèm thính chính, Thái Sư lại gạt Hoàng Thái Phi ra ngoài? Rằng tại sao nhà vua mới có 6 tuổi, Hoàng Thái Hậu đã lập tránh cung? Tại sao các quan trong các dòng họ, nhiều người có con gái hiền thục mà Thái Hậu không đoái tới, lại đi lập người con gái họ mai? mai thị tuổi lớn gấp ba lần hoàng thượng nhan sắc lại chẳng có gì hơn đời còn đức hạnh chưa có thể đo lường được lập mai thị thái hậu bắn đi một mũi tên nhằm trúng hai đích thứ nhất là lấy lòng mai thái thái trước đây anh của lão thái thái là mai mạnh minh đã từng giữ chức khu mật viện tránh trường dưới triều lý thái tông mạnh minh đã hồi hưu từ lâu nhưng tay chân và ảnh hưởng của ông còn đầy chiều Thánh Tông. Thái sư Lý Đạo Thành do Thánh Tông cất nhắc. Lão Thái Thái lại là mẹ sinh của Thánh Tông. Vậy bà muốn gì Thái sư chẳng phải vâng phục? Suy ra, Thái hậu Thượng Dương mới là người mưu lược. Hóa ra ta đã nhầm. Từ trước, ta vẫn cho bà là người nhân hậu, người vô tâm, chỉ ưa hưởng nhàn, chứ không cần sự rắc rối. Chào ôi, lòng người thật khó lường thay ngẫm nghĩ một lát, Lý Thường Kiệt hòa vỡ một chân lý. Thì ra, lòng người tựa như một thế trận. Trong thế trận, cái nơi không có gì đáng ngờ nhất, có khi lại là nơi nguy hiểm nhất. Chẳng hạn như trong trận xích bích, Tào Tháo đại bại phải chạy bộ qua đường Hoa Rong, là một đường núi hẻm ít người biết đến. Thế mà lại gặp quan vân trường, suýt nữa thì mất mạng. Lý Thường Kiệt cứ miên viễn với những suy tưởng bỗng có quân hầu vào bẩm. Thái sư xin diện kiến thái úy. Người già thưa lại với thái sư, có việc gấp trên Bắc Thùy ta phải lên đó từ đêm qua rồi. Thái sư Lý Đạo Thành quay về và tự hỏi, chẳng hay Bắc Thủy có điều gì cần gấp vậy? Hay là Tống Triều đánh hơi thấy, nội bộ ta chia lòng nên họ sắp động binh? Nếu thế thì nguy lắm. Về phủ, ông cho triệu thỉnh khu mật sứ tránh trưởng Mai Trung Thứ đô hộ phủ sĩ sư Ngụy Trọng Hòa là những người trong hội đồng chấp chính. Mọi người tề tựu đầy đủ, thái sư nói: "Tôi thân sang phủ thái úy định bàn với ông ấy mấy việc trước khi nhóm họp hội đồng chấp chính, nhưng thái úy có việc trên Bắc Thủy phải lên đó từ khi đêm. Mấy người bàn bạc quanh quẩn chuyện phải can gián, phải dàn xếp giữa thái phi và thái hậu, kẻo mối bất hòa bùng nổ, nội bộ lại chia bè chia đảng thì tránh sao khỏi" kẻ thù nhìn vào tận ruột gan mình. Hai vị kia trong hội đồng chấp chính đều đồng lòng xin Thái Sư vì sự an nguy của xã Tắc. Hãy đem hết sức mình can gián Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi không nên để sự việc đi xa hơn nữa. Khu mật sứ tránh trưởng Mai Trung Thứ còn nói thêm, Thái Sư được cả triều đình và dân nước kính trọng, Ngài hãy làm hết sức mình đi, cả triều đình sẽ đứng phía sau Ngài đa tạ các đồng liêu đã gửi lòng tin vào kẻ lão nhược này nhưng tôi cũng nói thực nếu hội đồng chấp chính cùng đồng tâm nhất trí thì tiếng nói mới có giá trị các bà hoàng thái hậu hoàng thái phi mới chịu nghe biết thế nên tôi mới sang phủ thái úy định bàn các việc phải hiệp tác tiếc quá thái úy ra đi không để lại điều gì cho chúng ta nay quân quyền đều ở trong tay thái úy nếu không có nhời của ông thì khó mà can gián được Lý Đạo Thành lại đệm thêm một tiếng. Tiếc quá, và ông buông một hơi thở dài, tựa như ông đã thấm mệt và có dự cảm như mình bị cô đơn. Khu mật xứ lại đế vào. Trong việc này tôi linh cảm thấy Thái Úy như có ý ngãng ra. Vì sao tôi nói vậy? Là bởi các quan trong triều đã đồng lòng cử bốn người trong hội đồng chấp chính, coi sóc việc nước, giúp vua nhỏ. Thế mà từ bữa ấy Thái úy không nhòm ngó gì đến, không cùng nhau bàn bạc. Việc cử Hoàng Thái hậu Thượng Dương ngồi sau rèm thính chính là đúng kỷ cương lễ luật đã được cả hội đồng chấp thuận. Đúng một cái, lại xuất hiện Hoàng Thái Phi cũng lấp ló sau rèm, thật không còn ra thể thống gì. Nếu hội đồng chấp chính đồng tâm nhất trí, việc ấy sao có thể xảy ra được? Nói thực với Thái Sư và quan đô hộ phủ sĩ sư, tôi nghi Thái Úy có điều gì không được tỏ sáng không được minh bạch. Quan đô hộ phủ sĩ sư lên tiếng, tôi cũng có ý nghĩ như quan khu mật sứ. Thôi việc này ta không bàn sâu nữa, chờ ngày một ngày hai thái úy về, ta sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đúng như nhờ thái sư nói, nếu chúng ta chia lòng, sẽ là cơ hội cho kẻ thù tìm cách chia rẽ nội bộ ta hoặc thôn tính nước ta. Tôi nghĩ trong lúc này không nên nghi kỵ nhau mà phải hợp quần. Chỉ hợp quần mới có sức mạnh trong khi chờ Thái úy về. Có nhẽ Thái sư cứ nên có sớ can gián trước đi. Thái sư là người đức cao vọng trọng, không nhẽ hai bà Hoàng lại không nghe. Thái sư đã lần lượt gửi tới ba đạo sớ cho mỗi bà Hoàng. Hoàng Thái Phi không một lời phúc đáp. Hoàng Thái Hậu thì sau mỗi lần ông gửi sớ tâu, bà đều chiều ông đến để bàn việc. Mọi việc do Thái sư sướng xuất đều được Thái Hậu chấp thuận có điều rằng công việc triều chính vẫn bê trễ mà hoàng thượng thì không ra coi chờ bởi nhẽ hoàng thái phi lúc thì nói hoàng thượng ấm đầu lúc lại bảo phải chờ lý thái úy đi kinh dinh bắc thủy về xem có việc gì hệ trọng thì bàn luôn thể thấm thoát đã sang tháng tư hoàng thượng có dụ cho các đình thần rằng sáng mùng 8 tháng tư này nhà vua dự lễ tắm phật ở chùa vạn tuế xong thì đầu giờ thìn sẽ thiết chiều. Đúng giờ, các quan tề tựu đông đủ, quan chức nào ngồi vào hàng lối ấy. Sát ngay vàng bên hữu, Thái sư Lý Đạo Thành mũ áo tề chỉnh, tay cầm sẵn cây hốt ngà, mặt hướng về phía ngai vàng, chờ hoàng thượng tới. Bên tả, ghế thái úy vẫn đang bỏ trống. Ít lâu nay, Lý Thường Kiệt không xuất hiện. Người nói, ông đi kinh dinh vùng ải bắc người ngờ ông đang ẩn mình trong phủ, đang mưu toan điều gì khó hiểu. Phía sau ngay vàng là bức màn the Hoàng Thái Hậu Thượng Dương đã ngồi tề chỉnh. Tuy ngoài bốn chục tuổi, non bà vẫn duyên dáng ưa nhìn. Cặp mắt sáng, nước da mịn hồng như trứng gà bóc, đôi môi đỏ như tô son, hai hàm răng đều tăm tắp, trắng như những hạt ngô nếp. Cặp má bầu bầu, gương mặt bà rực rỡ như một tấm gương sáng trời phú cho bà một thứ nhan sắc tự nhiên không cần bất cứ loại đồ trang sức nào ngay cả son phấn trang điểm bà cũng không dùng cái mà hoàng thái hậu chuộng nhất chỉ có bạch kỳ nam được chế tác tinh vi để xông một cách kín đáo vào khăn áo nên đứng gần bà người ta có cảm giác cái thứ hương thơm quý phái kia được toát ra từ da thịt và hơi thở của bà chính cái nhan sắc trời phú và cách trang điểm kín đáo ấy của bà nên vua Thánh Tông hết lòng sủng ái. Chỉ tới khi nỗi bất hạnh đến với bà là Ỷ Lan nhập cung và sinh được hoàng nam cho nhà vua, dường như cái định mệnh đã an bài khiến bà chỉ sinh được thuần hoàng nữ. Từ khi Càn Đức chào đời và được lập ngôi thái tử ngay tức khắc, Dương Hoàng hậu tự biết tiếng chuông định mệnh đã điểm. Bà chợt nhận ra tới một lúc nào đó thì nhan sắc của người đàn bà dù kiều diễm đến đâu cũng hoàn toàn nhạt nhẽo vô duyên nếu nó không đem lại sự nối dài cánh tay quyền lực của người chồng nữa biết vậy bà an phận thủ thường chấp nhận ỷ lan và coi cản đức như chính con đẻ của mình điều đó cả nhà vua và ỷ lan đều biết chớ trêu thay người cầm cân nảy mực cho cả hoàng gia và quốc gia lại đột ngột ra đi Không để lại một di ngôn, di chiếu Hoặc một lời dân dạy nào Bây giờ theo đúng lễ luật Phép tắc Thì bà ngồi đây để nói lại Đúng ra để nhắc vai cho Hoàng thượng Quyết các việc lớn Đã được hội đồng chấp chính bàn bạc Việc chỉ đơn giản có thế thôi Chứ bà có tranh ngôi đoạt thứ gì Với mẹ con Cản Đức đâu Dương Thái Hậu Cứ ngồi sau rèm Chờ càn Đức về thiết chiều ruột nóng sôi sùng sục như một bể vôi tôi. Bà không hiểu có điều gì sắp xảy ra mà người cướp bần thần, mắt hoa đầu nhức. Trừng cuối giờ thìn, trống chiêng ầm ĩ, kiệu của hoàng thượng dừng trước thềm điện Thiên An. Theo sau là bốn đô quân hổ bôn và thái úy Lý Thường Kiệt xuất hiện. Ông oai nghiêm trong bộ võ phục với mũ đau mâu, ông bước đi hùng dũng, mắt không rời hoàng thượng một ly. Nhà vua bước đi giữa hai hàng bá quan văn võ quỳ dạp miệng hô: "Hoàng thượng thiên tuế, hoàng thượng thiên thiên tuế." Lý Thường Kiệt vẫn bước đi sau vua Càn Đức mà không cả cúi chào đáp lễ các quan. Hai viên thái giám đỡ nhà vua ngồi lên ngai vàng. Bữa này nhà vua đã có mũ hia và y phục vừa vặn với khuôn khổ người mình, nom nhà vua có phần sinh động hơn. Vua vừa an tọa, Lý Thường Kiệt ngồi vào ghế thái úy, kê thấp hơn ghế thái sư một bậc. Lý Đạo Thành đứng lên vái nhà vua hai vái, lại hướng về phía thái úy vái chào một vái, theo cái lễ tương kính. Nhưng Lý Thường Kiệt không vái đáp lễ, cũng không nhúc nhích. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt các chiều qua. Quý vị và các bạn, buổi thiết triều tiếp theo của Đức vua nhỏ đã khiến cho cả triều đình rúng động. Các triền thần hoang mang, sững sờ với năm điều mà lời chiếu ban ra, trong đó hai vị quan nằm trong hội đồng chấp chính đã phải chịu sự xúc xiểm oan khuất và phải rời bỏ vị trí đương nhiệm. Đó là quan khu mật viện Tránh Trường Mai Trung thứ, Thái sư Lý Đạo Thành. Đặc biệt là chiếu ban bãi chức Hoàng thái hậu Thượng Dương tạm giam để kê cứu tội trạng. Ngược lại, có hai người được thăng chức là Hoàng Thái Phi ỷ Lan và Thái Úy Lý Thường Kiệt. Câu chuyện đau buồn của triều Lý bắt đầu từ buổi thiết triều này như thế nào? Số phận những con người đã từng góp công xây dựng triều Lý nay bị đầy đọa ra sao? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Tràng. lý đạo thành đứng lên vái vua hai vái lại hướng về phía thái úy vái chào một vái theo cái lễ tương kính nhưng lý thường kiệt không vái đáp lễ cũng không nhúc nhích ông đưa mắt nhìn khắp lượt các triều quan chờ các quan ngồi yên ổn nhà vua hua cây kim hốt rồi phán gọi trung thư thị lang nhà vua lấy cây hốt vẫy vẫy hai ba lần trung thư thị lang lên đây quan trung thư thị lang vội lập cập cúi người leo lên bậc tam cấp tới gần ngai vàng ông phủ phục lạy vua hai lạy muôn tâu bệ hạ thần chờ sai khiến nhà vua cúi xuống móc trong tay áo thụng ra một phong giấy đỏ ngoài vẽ những áng mây bay chìa ra phía trước và nói khanh tuyên đọc chiếu này trung thư thị lang hai tay đỡ lấy tờ chiếu miệng nói lớn thần xin phụng đọc. Rồi ông cất cao giọng đọc thông thả từng lời cho mọi người đều nghe thấy. Thái Ninh Nguyên Niên, Tứ Nguyệt, Bát Nhật Hoàng Đế chiếu viết. Chẫm mới lên ngôi, đức mỏng nên trong chiều xảy ra nhiều sự lộn xộn. Tuân mệnh trời theo lòng người, chậm sắp xếp lại một số quan cấp và công việc trong chiều như sau. Một là huyền chức khu mật viện tránh trưởng của Mai Trung Thứ, vì thứ không hoàn thành trách vụ. Xét thứ là con nhà dòng dõi, trải nhiều đời làm tôi triều đình, có công với nước, tội chưa đáng chết, tình cũng nên thương, vậy tha cho về nguyên quán. Cả triều đình sững sờ, không hiểu quan khu mật sứ tránh trưởng mắc tội gì. Hơn nữa, ông lại là một trong bốn cột trụ của triều đình trong hội đồng chấp chính mai trung thứ không còn tin ở tai mình nữa tuy vậy ông vẫn bước ra khỏi ban hướng về phía ngai vàng phủ phục xuống lễ hai lễ và nói tạ ơn hoàng thượng tha tội chết nói xong ông hạ mũ cởi áo đặt trước ban rồi lủi thủi bước ra khỏi điện thiên an thái sư lý đạo thành đã nhận ra một âm mưu và kẻ thủ mưu ông tiên liệu sớm muộn sẽ đến lượt mình mặc dù vậy ông vẫn bước ra khỏi ban vái hoàng thượng hai vái rồi can tâu thánh thượng anh minh đèn rời soi xét quan khu mật sứ tránh trường vô tội đây chỉ là sự xúc xiểm thần là tể tướng nên biết rõ thực hư những người đứng đầu các cơ quan then máy hoàng thái hậu thượng dương ở phía sau rèm cũng lên tiếng hoàng nhi con nói lại đi khu mật viện tránh trường mai trung thứ vô tội cho phục chức nói đi con các quan ở bên dưới cũng nhao nhao xin nói càn đức lúng túng lại có vẻ như hốt hoảng nữa thấy tình thế lâm vào cảnh bất lợi lý thường kiệt bèn vái vua rồi lớn tiếng vậy là không còn thể thống nữa sao chiếu vua ban chưa đọc hết các ông đã chặn lại các ông có thấy hành vi đó là phạm tội khi quân không triều hội trở lại im phăng phắc lý thường kiệt hất hàm cho trung thư thị lang nếu lời chiếu còn thì ông phải đọc tiếp đi chứ nhìn vào hàng chữ như nó đang nhảy múa trung thư thị lang không còn tin vào mắt mình nữa đầu óc ông trở nên tối tăm mụ mẫm định thần trong giây lát ông lại đọc hai là giáng chức thái sư lý đạo thành xuống hàng thị lang chuyển về bộ binh cả triều đình xôn xao các quan đều nói Thái sư vô tội, xin hoàng thượng xét lại. Thái sư vô tội, thái sư vô tội. Trước sức phản ứng dữ dội của triều quan, nhà vua sợ quá, cúi gằm mặt xuống. Lý Đạo Thành liền đứng lên vái nhà vua, rồi quay lại vái các quan. Đa tạ các quan, đây là ý của hoàng thượng, xin các quan yên lặng cho tôi nhận mệnh. Lý Đạo Thành phục xuống lễ càn đức hai lễ. Ông liếc nhìn Lý Thường Kiệt như ngầm hiểu mọi sự. Đoạn ông cởi áo gấp lại, rồi đặt chiếc mũ thái sư lên trên, rồi bỏ vào trong chiếc thái sư ỉ. Lại vái nhà vua một vái rồi nói, tạ ơn hoàng thượng. Sau đó, ông đi về khu vực dành cho các quan trong hàng thị lang, rồi ngước nhìn về phía ngai vàng như mong có một sự thay đổi. Quan Trung Thư Thị Lang tuy đã cố chấn tĩnh nhưng tay ông cứ mỗi lúc mỗi run lẩy bẩy như một kẻ mộng du, ông đọc mà không biết chữ nghĩa nói gì. Ba là bãi chức hoàng thái hậu của Dương thị tạm giam để kê cứu tội trạng. Nghe đến đây, bà Dương Thái hậu ngã lăn ra chết ngất. Triều quan ai cũng động lòng. Binh bộ thị lang Lý Đạo Thành bước ra khỏi ban, "Tâu bệ hạ, thần xin liều chết can bệ hạ." không được làm việc phạm thượng tay trời này. Kỷ cương phép nước loạn đảo hết cả rồi, xin bệ hạ lấy nước làm trọng. Thái úy Lý Thường Kiệt nghiêm khắc, nhìn Trung Thư Thị lang và nhắc, ông phải đọc một mạch cho hết lời chiếu rồi mới được dừng. Lại đọc, bốn là thăng Hoàng Thái Phi làm linh nhân Hoàng Thái Hậu giúp chẫm coi việc triều chính, bởi linh nhân là người khoan nhân đức độ, có công sinh thành gia chẫm lại dốc lòng thờ tiên đế. Năm là thăng thái úy Lý Thường Kiệt vào hàng tể chấp, đứng đầu hai ban văn võ, giúp chẫm trong công cuộc trị bình và giữ yên bờ cõi. Lý Thường Kiệt nhìn về phía nhà vua, rồi ông quỷ xuống lạy hai lạy và nói, tạ ơn Hoàng thượng ban trọng ân. Trung thư thị lang thấy mình đã đọc hết lời chiếu, chỉ còn hai chữ cuối cùng, Ông đọc to như người hét. Khâm thử! Nhà vua giật bắn mình vội hô. Bãi trầu! Dường như ông được dặn trước. Khi nào nghe thấy hai chữ khâm thử, phải lập tức cho bãi trầu ngay. Các quan ra về, lòng đầy tức giận. Nhưng rồi các quan nhận ra ngay, thủ phạm đã gây ra biến cố này. Bởi bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng lúc nhúc quân cấm vệ, quân hổ bôn, từ bữa Dương Thái Hậu bị giam vào biệt cung, tất cả cung nữ trong điện Nguyệt Minh gồm 72 người đều ngơ ngác như rắn mất đầu. Mọi công việc trong cung đều ngưng lại. Họ họp nhau bàn cách làm thế nào để cứu được Dương Thái Hậu. Một người đã đứng tuổi và cũng có chút chữ nghĩa thường được Thái Hậu tin cẩn đứng lên nói chúng ta hầu hạ thái hậu trong bấy nhiêu năm, thái hậu chưa có bạc đãi một ai trong chị em chúng ta, nay chủ bị hại mà chúng ta cứ yên phận sao đành." Một cung nữ khác lên tiếng, "Chị Trà Mi nói rất đúng, nhưng chúng ta biết làm gì đây? Chúng em sẵn lòng cứu thái hậu, nếu có phải chết cũng không quản ngại." "Làm gì đây chị Trà Mi?" Một cung nữ khác lại nói, "Ngôi cao như hoàng thái hậu, còn trên cả vua nữa." bỗng chốc bị tống giam nơi ngục thất. Chúng ta thân bèo bọt sinh mệnh như con ong cái kiến, cứu mình còn chẳng xong. Tôi chẳng dám lạm bàn đến việc cứu Thái Hậu, nhưng nếu cần chết để Thái Hậu được trở về ngôi vị xưa, tôi xin sẵn lòng. Như sự nhớ ra mẹo gì đó, một cung nữ đứng phát dậy nói, Chị Trà My ơi, các chị ơi, sao chúng ta không sang điện Diên Phúc cầu kiến lão Thái Thái? Ừ, phải đấy, Mọi người ùa nói theo, rồi tất cả 72 cung nữ đều kéo nhau sang điện Diên Phúc. Lại nói, lão thái thái từ ngày biết tin Thánh Tông băng, tâm thần bà trở nên bất định, cứ nhớ nhớ quên quên. Thường các việc từ những ngày xa xưa, bà kể vanh vách, cứ như là chuyện vừa xảy ra cách đây có vài ngày thôi. Những lúc ấy, gương mặt bà tươi như một cánh hoa vừa nở, chẳng ai dám tin bà đang có bệnh trọng trong người tuy nhiên đối với các việc mới xảy ra gần đây đã chứng kiến từ hồi còn khỏe mạnh bà đều không thể nhớ ngay bữa ăn hàng ngày cũng thế có khi vừa ăn xong bà đã la lối chửi mắng đám người hầu bỏ đói mấy ngày nay không được miếng gì vào bụng có khi đồ ăn vừa bưng lên bà hẩy đổ tất cả và quát mắng sao bắt bà ăn uống suốt ngày mặc dù từ sớm bà chưa ăn uống gì tâm thần lão thái thái bất định là vậy nhưng khi nghe trà mi và các cung nữ vừa khóc vừa kể lể về việc dương thái hậu vào điện thiên an ngồi sau rèm chờ nhà vua đến thiết triều như mọi khi rồi khi hoàng thượng tới thì ngài đưa ra một bản thủ chiếu và sai quan trung thư thị lang đọc trong đó có lệnh bắt giam hoàng thái hậu khi đã nghe và hiểu được câu chuyện lão thái thái không cầm được nước mắt bà khóc và sai nội thị đi triệu lý đạo thành chừng nửa canh giờ lý đạo thành lập cập ra mắt lão thái thái lúc này bà hoàn toàn tỉnh táo bà phẩy tay miễn lễ chỉ vào chiếc ghế gần nhất bà bảo ông ngồi đây cho ta hỏi vậy chứ dương thái hậu có tội gì mà nhà vua sai bắt giam để tra xét ông là tể tướng việc như thế sao ông không nỡ can gián? Ta hỏi ông, kẻ nào sắp đặt mưu gian này, chứ Càn Đức, một thằng bé 6-7 tuổi, nó biết gì? Xui một thằng bé, miệng còn hoi sữa, bắt ra mẹ mình, đây là việc làm đại thất đức. Ông phải tìm ra kẻ chủ mưu, rồi chém bêu đầu để gian chúng, nếu không thì nước loạn mất. Lý Đạo Thành rất đau lòng, ông đã toan giấu mọi sự để lão thái thái bớt sót đau nhưng đã đến nước này ông đành nói thật kính bẩm lão thái thái thần đã bị biếm xuống hàng thị lang rồi nên can gián chẳng có ai nghe dạ trước đó thần cũng đã có sớ can các bà thái phi thái hậu lại can hoàng thượng ngay trong buổi thiết triều nhưng ngài không nghe và cho bãi trầu ngay tâu hiện nay thống lĩnh cả hai ban văn võ đều nằm trong tay lý thường kiệt mấy tháng trước đây ông được thăng từ thiếu úy lên thái úy, nay lại vừa được thăng quyền tể chấp, tức là thái sư, coi cả việc binh lẫn việc dân. Vậy cho hoàng thái hậu bị bắt giam để tra xét, tức là chưa biết thái hậu có tội gì. Hoàng thái phi đã bị bắt tạm giam chưa? Chưa à? Sao bất công thế? Nhà vua có hai mẹ, đã bắt thì phải bắt cả hai chứ, bắt cả ta nữa chứ? Bởi ta là mẹ chồng mà không biết dạy các nàng dâu. Đồ nghiệt xúc, vua chúa gì nó. Ta thấy tiên quân và các tiên đế nhà Lý đều là đệ tử Phật. Ai cũng có lòng hiếu đạo, hiếu thiện, hiếu đễ và thương dân. Sao lại nảy nòi ra đứa hôn quân này? Kẻ nào đứng sau nó? Tâu lão thái thái, người nên bảo trọng. Trong lúc này mà nói những điều đó, nguy hiểm lắm mà. Ông sợ chết à? lão thái thái cất tiếng cười giòn tan cứ như có ma quỷ ám vào người ta lại mong được chết chồng chết con chết cháu thì bất nhân thử hỏi ta sống làm gì mà lúc nãy ta hỏi ông hoàng thái phi đã bị hoàng thượng tống giam chưa sao ông không nói mọi người định giấu ta chăng tâu hoàng thượng thăng hoàng thái phi làm linh nhân hoàng thái hậu tham dự triều chính Lão thái thái dùng mình biến sắc mặt. Thôi chết, đàn bà mà tham dự triều chính, tức là gà mái gáy gở rồi. Lúc nãy ông bảo Lý Thường Kiệt được thăng chức gì? Tâu, Lý Thiếu Úy được thăng thái úy, nắm chọn việc binh lại được thăng chức thái sư nữa ạ. À? Hỏng rồi, việc nước hỏng rồi. Một con hái dâu tham dự triều chính, một thằng quan hoạn nắm hết binh quyền, nắm hết chính quyền. Loạn loạn to rồi, nhà lý hỏng rồi. Lão Thái Thái bật khóc hu hu, lại bật cười khanh khách. Từ đó, bà sẽ hết áo quần, không chịu ăn uống, cứ đi lang thang trong cung, gào khóc và chửi bới. Chẳng hy vọng gì vào lão thái thái già nua bệnh tật, mất hết quyền uy. 72 cung nữ lại về điện Nguyệt Minh, lấy các thứ áo quần, đồ ăn uống đem vào nơi giam giữ cho Dương Thái hậu. Tuy nhiên, họ không biết bà bị giam cầm ở nơi đâu. Hỏi các quan tả hữu vũ vệ, họ đều không biết, lại quay sang hỏi quan đô hộ phủ Sĩ sư Ngụy Trọng Hòa. Ngụy Trọng Hòa đáp: "Chỉ những người có tội qua xét xử đã thành án thì ta mới biết rõ nơi giam cầm, còn như Dương Thái hậu bị tạm giam ở đâu thì ta không thể biết." bảy mươi hai cung nữ thương hoàng thái hậu bị giam cầm khổ sở họ bực giận vì không có ai chỉ cho họ nơi thái hậu bị cầm tù nên họ vừa đi vừa la hét dương thái hậu vô tội dương thái hậu vô tội chẳng ai bảo ai thuận chân họ đã bước tới trước điện tuyên đức nơi có nhà vua và linh nhân thái hậu ngự họ lại đồng thanh hô dương thái hậu vô tội dương thái hậu vô tội những tiếng hô to lọt vào tai càn đức nhà vua hé cửa lầu nhìn xuống thấy đám đông cung nữ cứ quẩn quanh ngoài hàng rào cung điện và vẫn một mực hô vang dương thái hậu vô tội nhà vua nhớ lại các sự việc trên điện thiên an kể từ khi ngài đưa cho viên trung thư thị lang tuyên đọc cái mảnh giấy đó nó làm xáo trộn tất cả càn đức nhớ lúc đó phía sau ngai vàng có tiếng mẫu hộ gọi hoàng nhi con nói lại đi. Khu mật viện tránh trưởng Mai Trung Thứ vô tội, cho phục chức, nói đi con. Lúc ấy ta đã định nói theo lời mẫu hậu, lại nghĩ mẹ dặn kỹ lắm, rằng không được nói bất cứ một điều gì, chỉ khi nào nghe thấy hai tiếng khâm thử, thì dơ cao cây kim hốt lên và nói bãi trầu. Thật ra hôm ấy, cây lão gì đấy, hét thật to hai tiếng khâm thử, làm ta giật bắn cả người nên nói luôn bãi trầu mà không kịp giơ cây hốt lên vẫn những tiếng hô dương thái hậu vô tội dương thái hậu vô tội điều đó làm cản đức băn khoăn tự hỏi vậy chứ mẫu hậu ta có tội gì mà phải bắt giam nhà vua bèn chạy đi tìm mẹ gặp linh nhân thái hậu đang nói gì với đô thái giám vẻ nghiêm trọng lắm thấy nhà vua đến đô thái giám đỗ khánh thập bèn đứng lên vái hai vái còn linh nhân lại hỏi hoàng nhi có việc gì thế con nhiều người bảo mẫu hậu vô tội sao mẹ lại bảo mẫu hậu có tội ỷ lan nghiêm mặt hỏi càn đức ai bảo con là bà ấy vô tội mẹ lên lầu ngó xuống mà xem cung nữ đứng chật đường đang réo gọi dương thái hậu vô tội kia kìa ỷ lan đi theo càn đức chứng kiến tận mắt đám cung nữ mà bà cho là vô lễ đáng tội chết mặt bà tím đen lại vì giận bà gọi đô thái giám lại và ban lệnh người sang phủ thái úy hoặc phủ thái sư nói ta ra lệnh tống giam tất cả lũ cung nữ trong cung thượng dương lại bà rút một chiếc lệnh bài trao cho đỗ khánh thập đỗ khánh thập lẻn ra lối cổng sau một lát đã có tới bốn đội kỵ binh đến lùa cả 72 cung nữ vào nhà ngục cuộc tranh giành quyền lực của ỷ lan được âm mưu từ lâu do lũ thái giám sắp đặt và tới phút chót lại được Lý Thường Kiệt hậu thuẫn. Lý Đạo Thành tuy đã bị biếm hết quyền hành, nhưng ảnh hưởng của ông trong triều và trong dân chúng là cực lớn. Lưới thám sát của Lý Thường Kiệt tung đi nghe ngóng, dò tìm trong giới quan lại và trong các phố phường làng quê về việc Lý Đạo Thành bị biếm. Dương Thái Hậu và 72 cung nữ của bà bị tống giam nơi ngục thất đã gây bất bình trong giới quan trường và phẫn nộ trong dân chúng tin tức từ khắp nơi đưa về đã khiến lý thường kiệt lo lắng nhưng chưa tìm được phương sách đối phó kiếm cớ bắt lý đạo thành đưa vào ngục thất có lúc ông đã nghĩ đến song ông lại sợ sẽ có một số quan lại cầm đầu cho dân chúng nổi dậy chống lại ông và khi ấy không gì có thể ngăn được tống thần tông và vương an thạch xua quân sang xâm lược nước ta dù có đánh đuổi được ngoại xâm thì lịch sử cũng lên án ông là kẻ đã cuốn đất nước vào vòng binh lửa. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Lý Thường Kiệt đã thấy run sợ. Bây giờ ông đang ở thế cưỡi hổ, quyền tối thượng đã thuộc về linh nhân. Nếu trái ý, bà ta có thể thu lại tất cả quyền hành và tống ngay cả ta vào ngục thất. Bữa nọ, linh nhân cho vời Lý Thường Kiệt vào điện Long An, bàn việc nước. Thường Kiệt vừa tới, linh nhân liền phán. Ta muốn Lý Đạo Thành phải đi khỏi Thăng Long để ta còn rảnh tay làm vài việc lớn. Nếu không, ông ta cứ lải nhải đầu têu chuyện can gián mãi, sớ của ông ta và các quan chất cả đống kia kìa. Nhìn thẳng vào gương mặt hơi tối của Lý Thường Kiệt, bà hỏi liệu ông có kế gì giúp ta chăng? Thật ra Lý Thường Kiệt cũng đang nghĩ tới điều đó, nghĩa là phải bứt Lý Đạo Thành ra khỏi Thăng Long. Nếu không cái uy của ông ấy trùm lên cả triều đình trùm lên cả thiên hạ thì ta không thể sai khiến được ai nữa. Nay Linh Nhân hỏi tới, Âu cũng là cơ hội mượn tay bà mà đẩy Lý Đạo Thành đi xa. Một kế vừa lóe ở trong đầu, Lý Thường Kiệt bèn thưa. Tâu Hoàng Thái Hậu, người thật là cao kiến, thần có một mẹo nhỏ dâng Thái Hậu, đó là Lý Đạo Thành thường hay can gián lý sự, làm trở ngại đến công việc của bề trên, chi bằng tương kế tựu kế Hoàng thượng phong cho ông ta chức gián nghị đại phu, rồi cho đi coi một châu nào đấy. Hay, kế của ông hay lắm. ỷ Lan gieo lên. Khỏe can thì cho giữ luôn chức ấy mà can. Nhưng ông bảo cho ông ta đi coi một châu, là châu nào đây? Châu nào cũng được, nhưng phải thật xa thăng long. Tâu Thái Hậu, nếu xa thăng long nhất, chỉ có châu Nghệ An. Thì cho ông ta đi Nghệ An. Sớm hôm sau, lý đạo thành được chiếu vua cho nhận chức gián nghị đại phu đi coi châu nghệ an phải thu xếp đi nhiệm sở nội trong ba ngày và không cần phải tâu báo gì trước khi đi cầm tờ chiếu trong tay lý đạo thành không một chút ngạc nhiên và ông không lo sợ gì cho chính mình trái lại ông lo cho thế nước sẽ đi vào dối nát và nhất định nhà tống sẽ không bỏ qua cơ hội xâm lăng nước ta một lần nữa ông không trách ai mà chỉ trách mình vì quá tin người nên dẫn tới lầm người một cô gái quê chất phác mộ phật và hiếu học lại biết giữ lễ khăng khăng đòi làm lễ bái sư trước khi được ta nhận dạy về các yếu ước của nho gia lại cũng làm lễ bái sư với tăng thống lâm huệ sinh là một bậc thánh tăng với những người thầy tử tế học theo chính đạo lại ở bên cạnh thánh tông một bậc vua ái nhân, hiếu thiện hiếm thấy. Tưởng như sẽ cải hóa được người đàn bà này, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ đích thực. Ai dè, 10 năm qua là 10 năm ấp ủ và mưu toan đoạt lấy quyền lực từ một cô gái quê chân chất. Phải chăng cuộc sống vương giả và những quyền uy tự thân nó đã làm hư hỏng một con người? Lại còn Ngô Tuấn, có lúc ta đã nghĩ y là thường kiệt thật ta đã coi y như một bậc chính nhân quân tử thế mà cũng bị vật dục làm lóa mờ nhãn giới của y vậy là ta đã lầm rốt cuộc y cũng chỉ là một kẻ hám danh vọng khát khao quyền lực có lẽ vậy y mới dám hủy hoại cả tấm thân do cha mẹ tác thành hủy hoại cả mối lương duyên do người chồng của bà cô là tạ đức đem y từ một đứa trẻ mồ côi về nhà mình nuôi dạy khi lớn lên lại đem cháu mình là tạ thuần khanh gà cho một con người đã không hiếu kính mẹ cha không quý yêu nguồn sống gia đình không thủy chung tình chồng vợ không coi trọng cả bản thân mình tự nó đã nói lên tất cả ta vì quá tin nên bỏ qua không xét đến khúc nhôi này nên ta bị nhầm tới nay hiểu ra thì đã muộn lý đạo thành rũ bỏ mọi nỗi đắng cay để ra đi cho nhẹ nhõm ông nói với vợ hoàng thượng cho ta vào coi sóc châu nghệ an mọi việc ở nhà phu nhân thay ta quán xuyến nếu kế nguyên có từ đông hải về thăm nhà phu nhân nói con phải sớm quay về nhiệm sở và ta cấm không được vào nghệ an thăm ta phu nhân nhớ nhắc con nhược bằng không nghe lời ta sẽ nguy hiểm cho cả hai cha con không, ta không cần căn dặn gì phu nhân hết. Các việc trong nhà từ trước phu nhân đã làm thế nào? Nay cứ thế mà làm. Sớm mai ta sẽ xuống thuyền, đem theo mấy đứa hậu cũ. Ta chỉ chọn đem đi một ít sách đọc. Và trong đó, công việc của một châu cũng không nhiều lắm. Chắc sẽ có thì giờ rảnh để coi sách. Phu nhân soạn sửa cho thầy trò ta ít thức ăn đi đường, bộ đồ trà cùng ít trà ta vẫn thường uống. Rượu à, chớ có đưa rượu xuống thuyền lỡ bọn chúng uống say đường xa sóng nước mênh mông biết đâu mà lường phu nhân bảo ta viết thư để lại cho kế nguyên ư trong lúc rối ren này để lại một bút tích lỡ rơi vào tay kẻ xấu chúng có thể biến cái ý ngay thành gian tai họa đưa đến khôn lường cổ kim đã từng xảy ra biết bao vụ án văn tự trung quy đều do lòng thù hận gây nên bởi vậy ta sẽ không để thư cho con. Phu nhân cũng dặn con phải nghe lời ta, rằng không được thư từ cho bất kỳ ai, kể cả ta. Bao lâu sau khi ta đi, phu nhân có thể vào thăm à? Không cần đâu, ta vào trong đó, công việc hẳn không có gì vất vả. Từ một nước xuống một châu, chắc không có gì khó khăn nếu không có ai cản trở. Việc đi lại thăm hỏi ta lúc này là chưa nên, và lại ta nói thật ta đi chuyến này không dài lắm đâu mà phu nhân e ngại. Người ta cốt ta đi khỏi thăng long để họ rảnh tay làm một số việc mà nếu có mặt ta, ắt sẽ bị ta cản trở. Phu nhân cứ cai quản việc nhà tốt, thời coi như phu nhân đã săn sóc ta hoàn hảo lắm rồi. Thôi ta đi, mọi sự ở nhà, ta trông cậy nơi phu nhân. Nói xong, thầy tớ quan gián nghị đại phu Lý Đạo Thành ông dung xuống thuyền vậy là ông không cần tới ba ngày để rời khỏi kinh thành mà chỉ sau một ngày thụ chiếu ông đã lên đường đi nhiệm sở tới nơi ông họp tất cả các quan chức trong châu hỏi han tình hình an ninh dân sự ông tìm hỏi rất kỹ về nạn cho vay nặng lãi nạn bán lúa non mùa giáp hạt và những vùng nào dân còn đói trong đầu ông đã hình dung ra các kế sách điều hòa những chuyện bất công, ngõ hầu đem lại phần nào phúc hạnh cho những người nghèo khổ. Tiếp đó, ông cho gọi viên đô tổng quản trong châu, tháp tùng ông đi kiểm tra các vùng dân cư ven biển, những nơi thường bị quân chiêm thành từ biển, bất ngờ đổ bộ vào cướp phá. Ông sai lập các trạm báo động liên hoàn, ban ngày bằng khói, ban đêm bằng lửa, cứ 25 dặm lập một trạm Ngoài ra, còn hình thức báo động phối hợp bằng hiệu chống đại lược. Xong các việc, ông về miếu Vương Thánh làm lễ ra mắt, kể như là sự hiện diện của tân quan từ triều đình phái về. Ông lập viện địa tạng ngay trong miếu, đặt tượng Phật và vị hiệu của Lý Thánh Tông để sớm hôm thờ phụng. Lý Đạo Thành dư biết các việc ông làm nơi trị sở mới này nhất nhất đều có kẻ theo dõi và tâu báo về chiều do vậy mỗi việc ông làm đều minh bạch và cho phép các quan trong hạt được tham dự bàn bạc rồi tùy việc tùy người mà ông giao cho họ tự làm hóa nên mọi việc đều phơi ra trước thanh thiên bạch nhật giả dụ có kẻ nào muốn xuyên tạc cũng không được lại nói sau khi lý đạo thành bị cất chức thái sư lấy chức tả gián nghị đại phu ra coi châu nghệ an và ông rời Thăng Long chỉ sau một ngày nhận chiếu. Ông không gặp gỡ chia tay với bất cứ một đồng liêu hoặc với một người bạn nào. Lý Đạo Thành liều mình can ngăn một số việc làm khuất tất của nhà vua mà kỳ thực là của linh nhân Thái Hậu ỷ Lan, có lý thường kiệt hậu thuẫn, nên ông bị biếm chức Thái Sư và phải lấy chức tà gián nghị đại phu đi chấn tại một châu cực nam của đất nước. Ai cũng cho đây là sự đối phó rất khôi hài của phe cánh và ỷ lan bởi lẽ ra nghệ an ông sẽ được tha hồ mà can gián nhưng can ai can cái gì nữa ở miền đất biên viễn này tưởng đưa lý đạo thành đi khỏi thăng long thì mọi việc sẽ trở nên yên ổn ai dè một làn sóng ngầm phản kháng đang nổi lên trong dân chúng và giới sĩ phu những ca vè đồng giao về thái sư lý đạo thành bị biếm thượng dương thái hậu cùng 72 cung nữ bị biệt giam nơi ngục tối. Lý Thường Kiệt một tay nắm cả chức thái tể và thái úy được trẻ hát khắp chợ cùng quê.